xây lại trên nền tảng. Có rất là nhiều nhà được xây dựng, nhưng khi mà một công trình mà được xây dựng lên thì họ phải làm gì ạ? Họ phải rất là quan trọng cái nền, cái móng đó. Nếu như mặt móng của ngôi nhà được xây dựng một cách chắc chắn, một cách kiên cố thì sẽ rất là nguy hiểm và sẽ rất là nguy hiểm. Và ngôi nhà là sao? Ngôi nhà tượng trưng cho cuộc đời của tôi đơn nhân đấy. Nền móng của một cuộc đời của cơ đốc nhân, nếu như không xây dựng ở trên nền tảng đó là Chúa Giêsu, bởi vì Kinh Thánh có nói trong Thi Thiên 118 câu số 22 của Chúa lại Chúa Giêsu chính là đá của góc nhà. Vậy cuộc đời của một cơ đốc nhân, nếu như tôi và tôi là cơ đốc nhân thật, tôi xây dựng nền móng cuộc đời mình trên nền của Chúa Giêsu, thì nền đó là gì? Kinh Thánh ví thuật là người khôn thì sao? Người khôn thì luôn xây nhà mình trên nền đá. Nền đá ở đây có rất là nền đá chính là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói nay còn ba điều đức tin, sự hy vọng và tình yêu thương. Ba điều này rất là quan trọng xây dựng lên móng ngôi nhà của họ trên cái sự phủ cách, trên cái sự căm giận rất là nhiều. Đó là xây dựng cuộc đời của họ trên chính nền móng của xác thịt của họ. Xây dựng như vậy thì sao ạ? Sẽ dẫn đến cái hậu quả rất là lớn. Hậu quả ở đây là đây là một hình ảnh của một ngôi nhà rất là to, rất là cồng kềnh, rất là đồ sộ. Nhưng người dại thì sao? Họ không xây dựng trên nền của Chúa Giêsu, không xây dựng trên những cái lời mà Chúa dạy, không xây dựng trên đức tin, hy vọng và lòng yêu thương. Nên khi mà sao Kinh Thánh bỏ ký vận lại, khi mưa đổ xuống, nước lũ dâng lên, cuồng phong ập đến, nhà ấy sẽ sụp đổ. Vì sao ạ? Vì họ xây trên nền cát. Nền cát là họ xây bằng cái riêng của mình, họ xây theo cái xác thịt của mình. Và sao cơ đốc nhân thì không thể giống như người dại thì được. Bởi người dại thì sao? Khi mà họ có lan đề xảy đến, cuồng phong ập đến, sóng gió gia đình xảy ra, thiếu tiền, rồi con cái, vấn đề lan đề con cái, rồi xung đột trong hội thánh, xung đột trong các mối quan hệ ở tại nơi công sở làm việc, có rất là nhiều vấn đề. Nếu như người dại họ xây dựng trên nền của chính cái xác thịt của họ, thì khi mà lan đề ở đấy mất đức tin, lan đề ập đến mất đức tin dẫn đến họ mất sự cứu rỗi, mất tình yêu thương thì sao ạ? Họ không thể yêu được người lân cận giống như trong đại thắng đại chúng nói đã yêu người lân cận như chính bản thân mình. Người dại mà nên sao ạ? Họ không thể làm theo đại mạng lệnh của Chúa. Nhưng ngược lại, ngày hôm nay chúng ta cũng thấy được rất là nhiều anh chị em của mình, và tôi hy vọng trong nhóm chúng ta thì tất cả đều là nhóm người khôn. Người khôn rất là tuyệt vời, Kinh Thánh ví thật họ xây dựng lên của cuộc đời họ trên nền tảng đó là Chúa Giêsu. Nên họ sao ạ? Họ có đức tin, có hy vọng, có tình yêu thương. Nên khi mà nan đề xảy đến, khó khăn ập đến, tài chính kinh tế không có, họ vẫn đứng vững để đầu việc Chúa, họ vẫn bám chặt vào Chúa, họ vẫn kết quả cho công việc của Chúa. Và sao? Người khôn thì xây nhà mình trên nền của Chúa Giêsu. Khi mưa xa sạt xuống, khi dông tố ập đến, khi lan đề nổi lên, khi xung đột xảy đến giữa lãnh đạo với cả dân sự, thì họ không nung nay đức tin, họ dùng tình yêu thương để nối kết lại tất cả. Nên đây là một điều rất là tuyệt vời. Cảm ơn Chúa.